Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mắng chửi cha mẹ hay thoái thác trách nhiệm đối với cha mẹ đã phạm vào tội bất hiếu. Vậy mà có những kẻ lại nhẫn tâm ra tay sát hại chính người đã sinh thành ra mình thì quả thật là không thể nào dung thứ được. Sáng mùng 1 tháng 9 năm 2011, tại thành phố Hải Dương, Tòa án Nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm bị cáo Nghiêm Viết Thành, sinh năm 1991, tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương về tội giết người cướp tài sản. Nghiêm Viết Thành là kẻ giết chính bố đẻ của mình, rồi chặt xác làm nhiều mảnh để phi tang. Vụ án man dợ này từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Tại phiên sơ thẩm ngày 19 tháng 11 năm 2009, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Thành 4 năm tù giam về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người. Tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo đại diện bị cáo cũng là đại diện hợp pháp của bị hại, bà Nghiêm Thị Nguyên là mẹ và Nghiêm Thị Ngọc Liên là chị gái Thành có đơn kháng cáo. Ngày 25 tháng 3 năm 2010, trong phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt tù chung thân đối với Nghiêm Viết Thành. Nghiêm Viết Thành đã chấp hành hình phạt tù tại trại giam Hoàng Tiến, Tổng cục 8 Bộ Công an. Ngày 1 tháng 3 năm 2011, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao kháng nghị án phúc thẩm. Ngày 27 tháng 6 năm 2011, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hủy bản án phúc thẩm, cho rằng cái án là không phù hợp và giao hồ sơ cho Tòa án Nhân dân tối cao xử lại theo trình tự giám đốc thẩm. 8 giờ sáng, Nghiêm Viết Thành được dẫn giải vào phòng xét xử. Sau một thời gian lao động cải tạo, Thành gầy và đen hơn nhiều so với phiên xử trước đó. Gia đình nội ngoại của bị cáo cũng chính là gia đình người bị hại có mặt từ sớm nhưng không được phép tiếp cận Thành. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, phiên phúc thẩm này, Tòa án Nhân dân tối cao chỉ cho phép một số người liên quan có mặt. Trong phần thẩm vấn xét hỏi, Thành khai nhận lại toàn bộ hành vi gây án, giống như nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thành đề nghị hội đồng xét xử giảm án để có cơ hội phụng dưỡng mẹ và chuộc lại lỗi lầm. Về tội cướp của và giết người, hai tình tiết định khung, Thành cho rằng bản thân không có ý định cướp tài sản từ trước. Việc giết ông Yên là do bị cáo ức chế tâm lý trong một thời gian dài, ông Yên thường xuyên đánh đập, xúc phạm con cái. Trước đó, Tòa án Nhân dân tối cao đã nhận được đơn của 12 người họ nội ngoại của Thành, đề nghị bị cáo hiện là con trai duy nhất của nội tộc, đề nghị tòa cứu xét để tránh tuyệt tự cho dòng họ. Mẹ và chị gái bị cáo cũng đề nghị hội đồng xét xử cứu xét để Nghiêm Viết Thành có cơ hội sống. Tại phần tranh tụng, ông Nguyễn Đăng An, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giữ quyền công tố tại tòa, bày tỏ quan điểm. Với hành vi côn đồ, man dợ và ngay sau đó phạm tội nghiêm trọng khác, cướp đối với chính người sinh thành ra mình, nên việc truy tố Nghiêm Viết Thành về tội cướp của giết người là đúng người đúng tội, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng nhưng chỉ có một tình tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn. Do đó đề nghị hội đồng xét xử phạt Nghiêm Viết Thành tội tử hình. Luật sư Nguyễn Thanh Bình, văn phòng luật sư Tâm Đức Phúc Hải Dương, đại diện quyền lợi hợp pháp của bị cáo cũng đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Theo luật sư Bình, bị cáo gây án do một phần lỗi của bố mẹ, thiếu quan tâm chăm sóc. Trong các năm học, hầu hết bị cáo đều có hạnh kiểm khá và tốt. Khi gây án, Thành mới được 18 tuổi, 16 ngày nên nhận thức còn hạn chế. Tại tòa, luật sư Bình đưa ra nhiều tình tiết mới, đó là đĩa VCD do chị gái Thành cung cấp, quay cảnh ông Yên quan hệ bất chính ngay tại nhà. Bị cáo nhiều lần bị bố chèn ép, đã có lần nhảy từ tầng 2 xuống đất để tự sát. Đề nghị hội đồng xét xử đưa nội dung này vào hồ sơ để làm tình tiết giảm nhẹ. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không đồng ý với quan điểm của luật sư, đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm. Được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, Nghiêm Viết Thành đã khóc, xin lỗi vong linh của người cha và đề nghị một con đường sống để phụng dưỡng mẹ khi về già. Trong thời gian nghị án, Thành được ngồi tại chỗ nhưng bị còng chân tay. Mẹ bị cáo nhiều lần lao vào ôm con nhưng đều được dìu quay lại. Trước đó, Tòa án Nhân dân tối cao đã nhận được đơn của 12 người họ nội ngoại của Thành, đề nghị bị cáo hiện là con trai duy nhất của nội tộc, đề nghị tòa cứu xét để tránh tuyệt tự cho dòng họ. Tuy nhiên, với hành vi côn đồ, man dợ và ngay sau đó phạm tội nghiêm trọng khác, cướp đối với chính người sinh thành ra mình, nên việc truy tố Nghiêm Viết Thành về tội cướp của giết người là đúng người đúng tội. Bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng nhưng chỉ có một tình tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn.
Do đó, hội đồng xét xử đã ra quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với Nghiêm Viết Thành, phạt 4 năm tù giam về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hình phạt là tử hình. Phải khó khăn lắm, từ tù Nguyễn Mạnh Dương mới đồng ý tiếp chuyện cùng chúng tôi. Bởi đối với Dương, những ngày chờ đợi đến lúc trả án nặng tựa ngàn cân. Thế nhưng dù ở bất cứ con người nào, dù có phạm phải những tội ác man sợ đến đâu, thì tận sâu trong góc khuất của họ đều có những con đường sáng. Thường thì khi phải trả giá cho hành động của mình bằng một bản án nghiêm khắc nhất, thì đó là lúc phần thiện trong con người mới được đánh thức. Họ ân hận, nuối tiếc vì một phút nông nổi của mình đã khép lại cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mắt. Và hơn nữa phải trả giá bằng chính sự sống của mình, thì lúc đó mới thấy hối tiếc cuộc sống tươi đẹp này. Đối với tử tù Nguyễn Mạnh Dương cũng không phải là ngoại lệ. Nguyễn Mạnh Dương sinh năm 1979, tổ dân phố 7, thị trấn Pleikon, Ngọc Hồi, Kon Tum, từng là một đứa con ngoan, từng là niềm hy vọng của cha mẹ, từng là một người bình thường như bao người khác. Y cũng hy vọng vào một cuộc sống êm đềm, đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng, không ai ngờ trong một phút giận dỗi mù quáng, y lại là hung thủ gây ra vụ án rùng rợn ở một thị trấn miền núi. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Dương cứ cúi gằm mặt, đôi vai rung lên dưng sức. Y hối hận đến tột cùng vì hành vi của mình gây ra. Nhưng trên hết là y cảm thấy mình thật có lỗi với người mẹ. Tôi được mẹ thương nhất nhà, thế nhưng sự thương yêu của mẹ lại khiến tôi ảo tưởng, cứ đòi gì được nấy. Nhiều lần tôi đòi hỏi những thứ quá đáng, nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng đáp ứng. Tôi không biết lưng mẹ ngày càng còng thêm, tóc mẹ ngày càng bạc thêm, tay mẹ gầy hơn vì phải làm lụng nhiều hơn để lo cho những sự đòi hỏi của tôi. Dương nức nở bắt đầu câu chuyện như thế. Dương kể lại, trước đây mình cũng là một đứa con ngoan hiền, luôn biết nghe lời mẹ và anh em trong nhà. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi lấy vợ được thì Dương bất ngờ trái tính trái nét. Hai vợ chồng đã không chịu làm ăn, lại còn hay chơi bời, khiến cho kinh tế gia đình suy sụp, rồi dẫn đến cơ sự này. Tôi là đứa con bất hiếu. Dương gục mặt xuống bàn. Người mẹ vốn chỉ dựa vào sự tần tảo sớm hôm quanh cây lúa, con lợn, con gà để nuôi bốn anh em Dương khôn lớn. Hai đứa em gái lấy chồng ở miền Trung, anh trai Dương thì sớm lập nghiệp ở miền Nam, còn Dương thì cũng mới được mẹ cưới vợ cho gần 3 năm về trước. Kinh tế chẳng khá giả gì, nhưng trong tâm trí của Dương, người mẹ khốn khó ấy chẳng bao giờ để cho bốn anh em phải chịu đói khát hay thua thiệt bạn bè. Nhưng từ khi có vợ, tính tình của Dương bỗng đổi khác. Hai vợ chồng chẳng chịu làm ăn mà suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời khiến cho kinh tế của vợ chồng Dương ngày càng khó khăn. Không hiểu vì sao, từ khi vợ Dương quay sang ghét mẹ, xa lánh anh em trong nhà. Từ đó mâu thuẫn giữa vợ chồng Dương với mẹ ngày càng lớn. Đặc biệt là sau ngày vợ chồng Dương làm ăn thua lỗ, phải bán nhà về ở cùng với mẹ, thì những mâu thuẫn lại càng xảy ra thường xuyên hơn. Cuối cùng, vợ chồng Dương đã lên kế hoạch sát hại người mẹ tội nghiệp này. Sau khi sát hại mẹ xong, Dương định vứt xác xuống đoạn sông cạnh nhà, nhưng không thành nên đành vứt xuống giếng để chờ có cơ hội sẽ phi tang. Không ngờ sau mấy ngày thi thể người mẹ buộc trong bao tải bốc mùi hôi thối nên mọi người trong vùng mới phát hiện được. Khi bị bắt, Dương đã thành thật khai nhận rằng sau khi đi uống rượu, Dương về xin tiền mẹ, nhưng bà cụ không cho, cộng với mâu thuẫn giữa hai mẹ con trước đó, nên Dương đã dùng dao chém vào đầu, vào chân của mẹ gây thương tích. Và ngay sau đó, Dương còn tiếp tục dùng khúc cây đánh nhiều nhát vào đầu của bà cử cho đến chết. Sau khi giết mẹ đẻ của mình, Dương đã dùng bao tải, túi ni lông và mền quấn cột quanh thi thể rồi vứt xuống giếng nước trước sân nhà để phi tang. Qua hai phiên xét xử vụ án hình sự số 178/2014/HSPT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, Nguyễn Mạnh Dương đã bị tuyên phạt tử hình với tội danh giết người. Vợ nghịch tử Nguyễn Mạnh Dương là Lê Thị Tuyết, được cơ quan công an cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để hoàn tất hồ sơ điều tra và sẽ xét xử trong một phiên tòa gần nhất. Đã gần một năm, kể từ ngày hắn bị tuyên án tử hình, cũng như bao tử thủ khác, không biết chắc mình có được ân giảm không. Đêm nào cũng vậy, hắn hồi hộp nghe ngóng xem có nhiều tiếng chân đi đến, dừng lại trước cửa phòng của mình vào lúc rạng sáng không. Hắn không biết có phải luật quy định hay con người ta
thường nghĩ bóng tối luôn đồng hành cùng với tội lỗi, và do vậy muốn kết thúc tội ác từ trong bóng đêm. Trước khi bình minh đến, khởi đầu một ngày mới trong sáng, thánh thiện, không còn cái ác nữa. Hắn cũng như các tử tù khác đều chuẩn bị sẵn cho mình một bộ quần áo mới, đôi tất chân, găng tay và cả dầu gội xà phòng, để nếu có phải đi cũng đi cho sạch sẽ, để trả hết nợ và rửa sạch tội lỗi mang tên mình. Chỉ khi nào nghe tiếng kẻng báo thức, hắn mới biết mình còn được sống thêm một ngày nữa, và chỉ dám chắc như vậy thôi. Sau đó lại là những đêm chờ đợi, cho đến khi tiếng kẻng báo thức vang lên. Hắn cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, giọng lý nhí: "Tôi hối hận nhiều lắm vì đã sát hại mẹ của mình. Đối với một kẻ từng gây nên tội ác trời không dung, đất không tha như tôi, phút lắng lòng sẻ chia có thể trở thành trò cười, thậm chí trò lố trong mắt người khác. Nhưng nỗi nhớ gia đình, nhớ vợ, nhớ con tha thiết là thật sự. Mỗi chiều tôi lại để lòng mình lắng sâu cùng tiếng hát bay qua khung cửa sổ bé tẹo, như nỗi nhớ hiếm hoi phát ra từ chiếc loa phát thanh của trại." Đó là lời bộc bạch của tử tù Nguyễn Mạnh Dương trong một buổi giáo dục. Hơn một năm trong phòng biệt giam, Dương lúc nào cũng cảm thấy đau đớn, ân hận vô cùng. Lương tâm của một đứa con bất hiếu luôn bị răng xé, cắn rứt. Dương cứ ao ước gì thời gian quay ngược trở lại, hắn sẽ không đối xử như vậy với mẹ nữa. Và giờ đây Dương cũng không phải lạnh lẽo cô đơn và dằn vặt bởi sự bất kính, bất hiếu của mình với mẹ, và ngày ngày lặng lẽ đếm thời gian qua song sắt nhà tù đến ngày trả án. Giá như lúc đó Dương giữ đạo làm con, nhẫn nhịn, thì sự việc đáng tiếc đâu có xảy ra với hai mẹ con. Trong khoảng thời gian chờ thi hành án, những tử tù như Nguyễn Mạnh Dương mới cảm thấy quý cuộc sống tự do. Trong sâu thẳm tâm hồn của hắn lúc này có rất nhiều ước nguyện. Trong đó có lời sám hối muộn màng muốn được nói với các bạn trẻ là đừng bao giờ lạm dụng rượu bia, đừng để con ma men điều khiển mình, để rồi xảy ra những hành vi phạm pháp dẫn tới những hậu quả mà không bao giờ sửa chữa được. Vụ án trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.